Thưa quý vị, khoảng 5 giờ sáng nay, mùng 5 tháng 10, tại thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang xảy ra một vụ cháy nhà dân. Cơ quan công an huyện Lạng Giang đang vào cuộc điều tra và xác minh nguyên nhân vụ cháy khiến hai vợ chồng tử vong. Vụ cháy được phát hiện vào lúc hơn 5 giờ sáng nay. Diện tích cháy là căn nhà cấp 4 rộng khoảng 40m2. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Lạng Giang đến ngay hiện trường. Tuy nhiên lúc này, lửa đã cháy lớn. Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện hai người trong nhà đã tử vong, nhiều tài sản trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã cử đoàn công tác xuống nắm bắt tình hình, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang chỉ đạo công an huyện tích cực phối hợp cùng công an tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị chức năng khác điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy này.